Thực hiện chỉ thị số 06 CTBCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, vụ thị trường trong nước đã thành lập đoàn công tác gồm đại diện các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu nhằm đánh giá công tác bình ổn thị trường tại một số địa phương trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Theo đánh giá của đoàn công tác, do tâm lý tích trữ hàng hóa của người dân trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhu cầu một số hàng hóa thiết yếu có tăng nhẹ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nên thị trường vẫn tương đối ổn định. Tại một số tỉnh là trung tâm cung cấp hàng hóa thiết yếu lớn của khu vực phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, đoàn công tác đã làm việc với Sở Công Thương, trực tiếp khảo sát các chuỗi cung ứng, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, đại lý lớn. Qua đó ghi nhận, các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường. Một số gian thương đã bị lực lượng quản lý thị trường xử lý nghiêm nên đã không để xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch và đảm bảo ổn định thị trường trong thời gian tới, ghi nhận những đánh giá đề xuất của các địa phương trong việc tìm kiếm thông tin các đối tác, cung cấp nguồn nguyên liệu sản xuất, hỗ trợ phương án cung cầu lưu thông hàng hóa, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty tổ chức các chương trình bán hàng lưu động, v.v. Đoàn công tác sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương để có giải pháp phù hợp, quyết không để tình trạng sốt hàng tăng giá trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.